Đây là hóa đơn mua vào số 67 ngày 8 tháng 1 với nội dung là mua thực phẩm chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Căn cứ vào thực đơn hàng ngày mà chúng ta xuất từ phần mềm dinh dưỡng để các bạn mua thực phẩm vừa đủ để chế biến món ăn, không nên mua thừa. Và thường thì thực phẩm này chúng ta mua về xuất thẳng cho bếp không nhập kho. Chính vì vậy đây là hóa đơn mua nguyên vật liệu ghi nhận thẳng và chi phí của đơn vị. nhiệm vụ hạch toán là nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200, nợ tài khoản 1331 và có tài khoản 331. Trên phần mềm Misa, chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa, chọn hai mua hàng trong nước không qua kho và chọn chưa thanh toán. Nhà cung cấp là ở công ty cổ phần Hà Nội Food. Diễn giải các bạn ghi là mua thực phẩm phục vụ ăn bán trú. Ngày hạch toán ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn ngày 8 tháng 1 năm tài chính. Số phần mã hàng lần lượt chúng ta chọn các mã vật tư mà chúng ta mua về. Thứ nhất là bắp cải 5 kg, đơn giá 22.000, hành lá 0.5 kg, đơn giá 60.000, me 0.3 kg, đơn giá 90.000. Lần lượt các bạn nhìn ở trên hóa đơn và chúng ta điền đầy đủ các mã vật tư lên phần hàng tiền và điền đúng số lượng đơn giá để phần mềm cập nhật đúng thành tiền. Sau đó sang phần thuế, chúng ta chọn phần trăm thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn. Chưa phải sao chép cho các dòng phía dưới và chúng ta sang tab hóa đơn, điền số hóa đơn 67 vào. Vì ở đây chúng ta hạch toán nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 nên các bạn phải sang thống kê, chọn nguyên vật liệu trực tiếp và chuột phải sao chép cho các dòng phía dưới. Còn nếu bạn nào làm theo thông tư 200, chúng ta hạch toán nợ tài khoản 621 thì không cần phải chọn khoản mục chi phí nữa. Và theo thông tư nào thì chúng ta cũng phải chọn đối tượng công trình là ăn bán trú, chuột phải, sao chép cho các dòng phía dưới. Kiểm tra tổng tiền hàng, tiền thuế và tổng tiền thanh toán bằng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Đúng rồi thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Hạch toán xong thì chúng ta đóng lại phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ mua hàng. ta mua hàng hóa dịch vụ chọn kỳ các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu và đây chính là chứng từ mà tôi vừa hạch toán nếu như các bạn phát hiện ra sai sót thì chúng ta click mở chứng từ ra bỏ ghi và nhấn sửa sửa xong thì các bạn nhấn cất như bình thường như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn mua vào thực phẩm xuất thẳng cho bán bán chú trên phần mềm MISA